3, 2, 1, viết. Trần, em lợi dụng tình cảm của tôi. Tôi hận em. Đồ cái thứ bẹt bẹo. Tao mắt mày nói được á. Đừng ai nhìn đó nha. Em càng làm vậy nó càng chết. 3, 2, 1, viết. Tôi nói như vậy là do mấy người ép tôi vào đường cùng. Cấp coi chừng tôi á. Nhưng mà con còn bị đuổi không cô? Đuổi. Bố gì đi không em? Chưa chạy đi. Quay, nhìn bộ bồ đi. Bộ bồ. Bà gắm chịu bà. Tùng lao. Bà có đi đâu mà sợ. Nói cũng nhát nữa. Tụi bay. Dạ. Dẹp bộ bồ đi. Sơn, giờ lấy ai biểu? Giờ lấy Sơn. Anh đừng cười, cười là sao lấy được? Nãy giờ câu nào cũng xì á, rồi sao lấy được? Phương nói câu cuối đây. Dẹp bộ bồ đi hả? Dẹp bộ bồ. Tụi bay. Dạ. Dẹp bộ bồ đi. Hả? Đây là bộ bồ. Làm gì bản lĩnh lắm vậy á. Bộ bồ. Từ đó giờ sao lại ra bộ bồ nữa. Lâu. Sốc quà hơn, nhưng mà ở đây có mình ta với nó. Cái thằng quỷ cô hồn quốc độ kia nó đi rồi. Ngây thơ lắm. Ngây thơ lắm. Sơn. Cũng cái nét ngây thơ đó đó. Cũng cái nét ngây thơ đó mà dụ được tôi nè. Có kịch tính. Rồi dụ luôn cả cái ông gì bên cái ngành du lịch gì đó nè. Trời. Ê khoan. Ê chưa. Nó đâu có dụ mày. Chưa. Dụ bên kia đâu chưa dụ mày. Nét ngây thơ đó. Chính cái nét ngây thơ đó mà đã dụ dỗ được cái ông mà cái gì bên du lịch đó nè. Đó. Đây. Chú kẻ phát hiện. Mọi người. Anh Sơn hiểu lầm gì em phải không chứ? Em có dụ dỗ gì ai đâu, anh Sơn nói gì vậy? Không, em quen ai, chị quen em rồi. À, bắt cái đó mặt về. Đi xem nha. Dụ dỗ cái ông cái ngành du lịch gì đó kìa. Quay. Để coi trả lời sao, để coi. Em quen ai á là chuyện của em. Nhưng mà chính những người ác mồm, ác miệng đã đồn em như vậy. Ủa lại? Cả cái số này nợ Trân một lời xin lỗi. Cái gì? Con mẹ con, vợ con, chú mẹ con. Bị bắt xe giờ. Tôi tên. Dạ con. Cuối cùng. Nha, cái này, dạ dạ dạ. Câu đó nha, mời lại câu đó là khi mà ổng kiếm. Vậy lại lại câu đó luôn đi. Lại đi. Không liên quan đến tôi, là em lại câu đó cho. Bye bye. Tôi quay đi. Quay bên kinh bà Trang là khó khăn, quay qua kinh tôi là hay với bạn một trường là thổi cắt gì hết nha, để tự nguyên vậy đó. Tự nguyên vậy đó. Trâm, có phải như lời của ông Mận nói không? Đúng. Vậy đúng. Đúng đúng không? Vậy có nghĩa là con mẹ kia hàng hồ. Hồ đồ. Ừ, hồ đồ. Khoan, hình như tôi thấy thiếu cái gì đó nha. Thiếu cái gì? Không thiếu gì hết. Trả lại sự trong sạch cho cô gái này. Tôi phải ngủ như trời quá. Mình nói gì cũng cười rồi. Tự nhiên nó cười trước rồi, nó xì rồi. Là tới gì vậy? Đây để tôi gọi vô tôi. Thiếu gì đó. Cái gì? Trời ơi. Chết rồi. Thiếu thiệt rồi. Thiếu cái gì? Chiếc xe đâu? Trời. Đi giao hàng xong rồi chiếc xe đâu? Tại sao đi bộ vậy? Nè mọi người à, đừng có nói kiểu giống như là tôi làm mất xe. Chiếc xe đâu? Thẻ đi. Máy báo thẻ đâu? Ừ, bị công an bắt vui thôi, bị bắt xe. Hỏi tao là bị công an bắt. Không được bộ bố kìa. Nói tôi không rồi. Hồi nãy ngứa quá. Thôi đã chạy. Ngứa quá. Bị bắt luôn.
mấy nhớ đổi đi bộ từ chỗ đó đi bộ về tới đây về lấy tiền phạt nè. Ừ, về lấy tiền phạt không có tiền gọi không ai nghe má gọi điện không ai mặt máy hết. Ủa nãy giờ để chế độ rung mắt coi phim để vô làm để coi phim để chế độ rung. Tôi đi lấy xe về tôi đi ông nào vừa đi lấy là có điện thoại tới. Ừ. Cái này thì các xe mình lấy đâu là mình quên cái đi. Đúng rồi. Quá là quên cần riêng mình không luôn. Nè, nãy giờ nó lấy kìa, bây giờ kêu nó bánh bút qua đi. Nãy là tôi gọi là dân không có cho xài tiền này, tôi không dám nói luôn á. Rồi đi đi. Anh đi gọi. Em đưa anh chửi chết, chửi chết, chửi chết. Bà giả làm bạn gái tôi về ra mắt mẹ tôi đi. Duyên quá. Được không? Duyên. Tự nhiên kêu người ta gì. Ủa bỏ đâu vậy? Cái gì? Rồi tự nhiên đang nói chuyện bỏ đâu vậy? Chưa chuẩn bị đâu anh. Ủa ra duyên lượng mày giờ chưa tết mà vẫn qua ly làm vậy? Trời ơi cái bà này thiệt tình. Quái. Là xạo xạo nữa. Anh uống nhớ uống đó quỳ hai chân hả? Quỳ hai chân em cũng quỳ hai chân đó. Bên trái dứt. Thôi nha trời, đừng có nói là quỳ xuống nha trời. Sớm này phải là sớm hiền. Thằng đứng kế bên ông đó là Sơn Địa Tạng đó. Đừng giỡn. Cái mặt Sơn Địa Tạng. Đến lúc bận rồi. Đến lúc bận phải nói chuyện rồi. Được. Thằng này bố láo. Mận sẽ chở nó một đoạn. Nè. Tao không phải là Mận bình thường. Đừng giỡn mặt với tao. Đi ra khỏi shop này. Đi rồi. Ông chịu rồi. Ủa đi đâu? Nó mắc cười quá, tán cái bố nó xỉu liền luôn nha. Vừa tán tao cái là tao ngủ liền luôn nha, tao không nói tiếng nào. Vừa nói xong tán cái bố lại gục hai đứa đỡ liền nha. À, lại mày đỡ tao ngồi. Ok anh, cái máy đây né, máy đừng có chồm tới.